Vì chúng ta xét theo một góc độ nào đó thì đa số chúng ta ở giai đoạn này đều thuộc diện nhà giàu trong ngoặc kép. Đến đây thì có bạn nghĩ là đâu nhà em có giàu đâu, nhà em cũng nghèo mà. Thế thì tại sao lại như vậy? Tại sao mà thầy lại nói là đa số chúng ta là diện nhà giàu? Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về một chủ đề khá là thời sự, đó là nhà giàu vượt sướng. Ngày trước thì cũng có nhiều lần có bạn trẻ hỏi thầy là làm sao để nhà giàu vượt sướng đây. Ở thời điểm đó thì thật ra là thầy cũng nghĩ mãi mà cũng chưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Thì hôm nay thì thầy có một vài cái suy nghĩ về chủ đề này. Bạn nào có thêm ý kiến thì có thể comment ở phía dưới. Thực ra thì khi mà chúng ta nghĩ đến nhà giàu vượt sướng là ta thường nghĩ đến rich kids, đúng không? Tức là những bạn nhỏ nhà giàu. Nhưng mà thực ra thì không hẳn là như vậy. Vì chúng ta xét theo một góc độ nào đó thì đa số chúng ta ở giai đoạn này đều thuộc diện nhà giàu trong ngoặc kép. Đến đây thì có bạn nghĩ là đâu nhà em có giàu đâu, nhà em cũng nghèo mà. Thế thì tại sao lại như vậy? Tại sao mà thầy lại nói là đa số chúng ta là diện nhà giàu? Tại vì là có lẽ bây giờ thì đa số tất cả mọi người ở trong xã hội, hay là phần lớn những người ở các thành phố thì đều có máy điều hòa nhiệt độ, thậm chí là ở nông thôn chúng ta cũng có rồi. Vậy nên mọi người thường cảm thấy khó chịu khi mà thời tiết oi bức. Mọi người thường cảm thấy khó chịu khi mà thấy người nhễ nhại, nhấp nháp và đầm đìa mồ hôi. Thành ra rất nhiều người cứ muốn trốn ở trong điều hòa, ngồi cho mát, không thích vận động gì cả vì sợ người lại toát mồ hôi bẩn. Thế là chúng ta đang giàu sự mát mẻ cho nên không vượt sướng được. Chúng ta không muốn có cái cảm giác nóng lực nhễ nhại. Thế nhưng mà đối với những người mà họ vận động, những người họ đã quen với việc vận động thể thao, thì cảm giác mồ hôi toát ra đầm đìa như tắm chảy thành dòng khe khẽ, tiếng Anh gọi là trickle, cái cảm giác mồ hôi chảy ra đầm đìa và chảy thành dòng ở trên trán, qua lông mày, hoặc là xuôi hai bên má xuống cằm, hoặc là ướt đẫm lưng, lại là một cảm giác rất là bình thường và rất là thân thương, thậm chí là còn khoan khoái. Cái giây phút họ cảm nhận được cái mồ hôi như vậy nó giống như là mình đang thiền ấy. Chỉ có mình với chính mình thôi, chỉ có ta với ta thôi, chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng thở mạnh, quên hết đi cuộc đời. Một làn gió mát bỗng ùa đến mát mẻ một cách tự nhiên từ đất trời đến, và những lúc như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Nó giống hệt như một cảm giác một người đi phượt, đi trekking ở trong rừng mãi, bỗng nhiên thì thấy mình đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn ngắm đất trời gió ảo ạt. Bạn nào mà từng lên đỉnh Bàn Cờ chẳng hạn ở Đà Nẵng thì sẽ có cảm giác đó, hoặc là đỉnh Bạch Mã ở Huế thì có cảm giác như vậy, hoặc là một cái đỉnh núi ở đảo Cô Tô thì cũng có cảm giác mây trời như vậy. Những người mà họ quen với việc vận động ấy, thì họ sẵn sàng trải nghiệm cái sự khó chịu của mồ hôi để họ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời đó. Họ cũng sẵn sàng trải nghiệm cái sự có vẻ như là khó chịu của cơ bắp hơi đau đau để họ có được niềm vui từ sự nhanh nhẹn, sự linh hoạt, dẻo dai. Họ sẵn sàng trải nghiệm cái cảm giác mà có vẻ như là khó chịu
khi mà mình phải thở hổn hển, hồng hộc để mà mình có được tim phổi khỏe khoắn hơn. Họ sẵn sàng trải nghiệm cái cảm giác có vẻ như là khó chịu của mồ hôi đầm đìa để họ có thể có được hệ bài tiết hoạt động hiệu quả, đào thải độc tố qua da tốt hơn. Đến đây thì có lẽ chúng ta thấy là có một cách để nhà giàu vượt sướng, đó là chúng ta hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày, đừng ngại trải nghiệm. Có thể lúc đầu chúng ta cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thử trải nghiệm đi thì chúng ta sẽ có được niềm vui từ những hoạt động đó, và chúng ta sẽ hoàn toàn có được cái năng lực để vượt ra khỏi cái sự sung sướng của cái điều hòa mát mẻ để lao vào với những cái niềm hạnh phúc khác, những cái trải nghiệm khác. Bây giờ thì giả sử chúng ta lại thu mình bé lại nhé, chúng ta lên tàu thời gian của Doraemon thì quay trở về tuổi thơ và một ngày mưa vừa mới tạnh. Có lẽ trong cuộc đời nhiều khi chúng ta sẽ có những cái giây phút như vậy, chúng ta sẽ nhớ về những kỷ niệm thời ấu thơ hoặc nhớ về những kỷ niệm ngày xưa cũ. Thì giả sử trong một dịp như vậy, chúng ta quay trở về xa xưa và một ngày mưa khi ta còn nhỏ, không khí lúc này trong lành và thanh khiết, cầu vồng ló dạng ở góc trời xa xa, ta vừa chạy khỏi nhà và chạy ra sân chơi. Trong lúc chạy thì lại cố tình ngẫm vào những vũng nước để bắn tung tóe. Ồ, có vũng nước to quá. Ta gọi bạn, lội nước chúng mày ơi. Bỉ bà bỉ bõm. Rồi ta lại đi qua một cái cây, có đứa nghịch rung cây thật mạnh để cho nước rơi xuống như là mưa. Thế rồi khi ta mệt chạy về nhà thì mặt mũi lem nhem, người hôi rình, quần áo thì đầy bùn đất. Bố mẹ thì mắng, chạy toe khói vào trong nhà tắm. Rồi có những ngày ta mải mê nghịch đất hoặc là chơi cát. Có ngày ta đi mà tay ta cứ dơ, ta quẹt vào tường và quẹt vào khắp nơi bụi bặm mình đi qua, để rồi bị mẹ mắng vì nghịch bẩn. Có ngày ta lại thỏa thích tắm sông, ngụp lặn trong bể bơi, hay nhảy sóng ở ngoài biển, hay là nghịch nước ở dưới suối, chẳng sợ làn da tươi màu suy nghĩ châu Phi, hay là ta chẳng sợ mái tóc sẽ xác xơ như là rễ tre, vì ta thích mà. Nếu mà những cái ngày tháng ấy khi ta còn nhỏ mà ta từ chối cái cảm giác có vẻ như là khó chịu của sự thiếu vệ sinh, của mùi nước bẩn, của đất cát, của mùi nước clo sát trùng ở trong nước bể bơi, của sự ướt át, thì có lẽ chúng ta đã không có đủ được niềm vui của tuổi thơ. Mình đã từng như vậy mà. Mình đã từng chấp nhận mọi trải nghiệm mà. Ngày đó mình đâu có dán nhãn cho những cái cảm xúc, cái trải nghiệm đó là khó chịu đâu. Ngày đó mình đâu có dán nhãn cho những trải nghiệm đó là khổ đâu. Mình đâu có giống như người lớn. Mình chỉ đơn giản là giang tay ra, đón nhận, cảm nhận, trải nghiệm và cười vui. Và đó là cuộc sống. Ồ, hình như ta có thêm một cách để nhà giàu vượt sướng. Đó là hãy sẵn sàng trải nghiệm, chấp nhận mọi trải nghiệm và bóc đi cái dán nhãn khó chịu mà chúng ta vốn dán cho những trải nghiệm ở trong cuộc đời. Rồi có một ngày nọ, mình là sinh viên. Câu chuyện lại quay về thời sinh viên. Có một ngày nọ, mình là sinh viên, mấy đứa trẻ trâu ngông nghênh chán học, bùng học đi chơi với bạn gái, hoặc là đi đánh bia, hoặc là ngồi căng tin nhâm nhi ly trà đá với cái gói quẩy đường huyền thoại, mấy thằng ngồi chém gió linh tinh về tương lai hoành tráng nào đó ở ngày sau. Có thằng thì Bolshevik vẫn ngồi lại học, không đi cùng cả hội mà ngồi lại ở giảng đường để học, để dự buổi học.
ở trên lớp. Nó lý luận là phải có thằng ở lại để nếu còn để còn hiểu bài mà giảng lại cho cả hội. Rồi có thằng Bolshevik khác thì lại hy sinh cái suất điểm danh của mình để điểm danh cho thằng bạn thân, để nó không bị nghỉ quá 3 buổi vắng để tránh bị cấm thi. Thế rồi mà những ngày tháng ấy thì tình yêu đến. Có thằng nhịn ăn để dành tiền mua quà sinh nhật. Có thằng thì thức đêm hôm viết chữ rồi gấp sao để bỏ vào lặng lọ mang đi tặng gấu trước ngày phải đi xa. Rồi thì tình yêu lớn dần qua tháng năm. Có thằng tiết kiệm để hai đứa có được sự tự do, có đủ năng lực tài chính để lo cho đám cưới và cuộc sống mới mà không phụ thuộc vào các cụ. Cảm giác có vẻ khó chịu khi mà mình có mặt ở trên lớp mà mình lại phải điểm danh cho bạn. Cảm giác có vẻ khó chịu khi mình phải nhịn ăn nhịn tiêu dành dụm, hay cảm giác khó chịu khi mình phải thức đêm để làm quà tặng cho ai đó. Thực ra chưa chắc đã là khó chịu, mà có khi nó lại là cảm xúc hạnh phúc phê phê. Ồ, hình như có một cách vượt sướng khác, đó là mình hãy làm điều gì đó cho ai đó. Khi đó, khi mà mình làm một điều gì đó cho ai đó thì cái cảm giác có vẻ như là khó chịu rồi nó sẽ nảy nở trở thành một niềm vui lạ lùng. Này, này bạn, này em, bạn thấy thành tựu lớn nhất của mình là gì? Nhiều người sẽ nghĩ đến việc là thành tựu lớn nhất của đời tôi là được đỗ đại học. Nhiều người nghĩ là mình đã ngày đấy mình đã học tập rất là vất vả đêm ngày để rồi mình đỗ được vào đại học và cuộc đời sang trang. Mình đã từng học mấy mấy năm trời vất vả nên kết quả đỗ vào đại học thật là tuyệt. Cảm giác có vẻ như là khó chịu khi học tập căng thẳng miệt mài ở những cái năm tháng đó, hóa ra lại mang tới niềm vui khi mà mình được nhìn thấy thành quả. Có cách để vượt sướng nữa, đó là mình hãy học tập chăm chỉ miệt mài rồi thì hạnh phúc sẽ đến. Thế còn công việc thì sao? Công việc mà khi nhắc đến công việc là sẽ bao gồm những cái khó khăn ở trong đó, là sẽ bao gồm những thử thách ở trong đó, sẽ có những ngày căng thẳng, sẽ có những lúc tổn thương, sẽ có những lúc trông chênh. Thế nhưng mà khi mà mình cố gắng học tập và phát triển bản thân không ngừng nghỉ, luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình qua từng công việc mỗi ngày, thì rồi đến lúc nào đó mình cũng sẽ cảm nhận được là một người có ích ở trong cuộc đời. Cái hạnh phúc đó sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt sướng được, có thể sẵn sàng đón nhận, chấp nhận những cái sự vất vả ở nơi làm việc để mình được sống. Nếu mà chúng ta áp dụng tất cả những cái điều trên, những điều mà thầy vừa nói vào việc phát triển bản thân, như là mình học một cái điều gì đó, học một kỹ năng nào đó, ví dụ như học tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là áp dụng khi mà mình sẵn sàng chấp nhận trải nghiệm mọi cảm giác có vẻ như là khó chịu. Lúc đầu bao giờ mọi điều nó cũng có vẻ như là khó chịu, và nếu mình gỡ cái nhãn khó chịu của nó đi và mình cứ trải nghiệm nó bằng một niềm vui nào đó, thì đến một lúc nào đó mình sẽ thấy một điều kỳ diệu, đó là mình vừa giàu có lại vừa có khả năng vượt sướng. Mà cuộc đời nếu mà chỉ có sướng không thôi thì nó vô vị
Nó phải có những lúc mình vượt sướng để có được những trải nghiệm mới. Ok, thế thầy chúc các em vượt sướng thành công. Tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Hoàng Ology English. Chuyên mục chuyện kể Ology.